Bây giờ sẽ là những thông tin hữu ích dành cho mọi gia đình trong chuyên mục Sống Khỏe. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những công dụng tuyệt vời của quả cam. Quả cam là một loại trái cây có chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất phytochemical. Nó có lợi cho cả người khỏe mạnh và bệnh nhân. Cam thì sẽ giúp giải nhiệt và sẽ thỏa mãn cơn khát cho những người có cường độ vận động cao. Nó tăng cường cái khả năng hoạt động của hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của cơ thể. Những người mà ăn nhiều cam quýt thì sẽ có tỷ lệ nhiễm các bệnh ung thư như là ung thư phổi, ung thư dạ dày rất là thấp. Một quả cam bé xíu nhưng mà có rất là nhiều tác dụng. Ngoài ra thì khi mà chúng ta bị cảm sốt thì chắc chắn là một cái ly cam nóng sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho việc giảm mệt mỏi và làm cái tình trạng mà sổ mũi sẽ được giảm đi. Và bên cạnh đó thì nước ép của quả cam còn tốt cho tất cả các loại bệnh sốt khác như là bệnh cúm hay là bệnh thương hàn vàng da. Quả cam còn có tác dụng là trị bệnh viêm phế quản và hen suyễn. Một hỗn hợp gồm có mật ong, nước nóng, cam và một ít muối sẽ là một liều thuốc rất tuyệt vời để có thể giảm căn bệnh hen suyễn và viêm phế quản. Và ngoài ra nếu như mà chúng ta không phải là một bệnh nhân tiểu đường thì các bạn có thể pha một ly nước cam cùng với mật ong và uống thì có thể hỗ trợ cho việc giảm huyết áp cao bởi vì trong này sẽ có một số lượng kali rất là cao. Tác dụng thứ tư của quả cam đó là trị bệnh viêm khớp. Ở trong quả cam thì có chất carotin là tiền sinh tố của vitamin A, rất có lợi cho những người bị viêm khớp và bị bệnh gút. Ngoài ra thì còn một tác dụng tuyệt vời nữa đó là nước cam còn được sử dụng như là một loại chất tẩy trang làm sạch và đẹp da. Vỏ quả cam được dùng để tẩy tế bào chết và tinh dầu trong quả cam cũng giúp hỗ trợ cho làn da của chúng ta được hấp thụ làm da căng bóng, đẹp hơn và khỏe hơn, tăng sức đề kháng cho da. Với những công dụng tuyệt vời như vậy thì tại sao ngày hôm nay các bà nội trợ lại không ra chợ và mua về một túi cam đầy để giúp cho người thân trong gia đình mình có thể bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất?